các bạn cùng đến với Kinh Y Lực Sống của tôi. Mời các bạn cùng lắng nghe lời Chúa theo Tin Mừng Thánh Marco chương 2 từ câu 12 tới 17 của ngày thứ bảy thuộc tuần lễ thứ nhất mùa thường niên và bài suy niệm sau đây. Khi ấy, Chúa Giêsu đi dọc theo bờ biển, toàn dân đến cùng người và người giảng dạy họ. Khi vừa đi qua, người thấy ông Lê-vi, con của An-phê, đang ngồi nơi bàn thu thuế. Người bảo ông hãy theo ta. Ông liền đứng dậy đi theo người. Và xảy ra là khi người dùng bữa tại nhà ông, nhiều người thu thuế và tội lỗi cùng đồng bàn với Chúa Giêsu và các môn đệ của người. Vì đã có nhiều kẻ theo người, những luật sĩ và biệt phái thấy người ngồi ăn uống với những người thu thuế và tội lỗi, liền nói với các môn đệ của người rằng: tại sao thầy các ông lại ăn uống với những người thu thuế và tội lỗi? Nghe vậy, Chúa Giêsu bảo họ: những người khỏe mạnh không cần gì đến thầy thuốc, nhưng là những người đau yếu. Ta không đến để kêu gọi những người công chính, mà kêu gọi những người tội lỗi. Các bạn thân mến, qua bài Tin Mừng hôm nay, Thánh Marco đã cho chúng ta thấy rõ cách giảng dạy của Chúa Giêsu đã khiến nhiều người say mê thán phục, và họ tuôn đến với Ngài từ khắp muôn nơi để lắng nghe lời của Người. Sở dĩ lời của Chúa Giêsu có sức thu hút và tác động thật mạnh mẽ, làm cho cuộc đời của nhiều người được biến đổi, là vì lời của Ngài luôn đi đôi với việc làm. Lời của Ngài chứa đựng tình yêu thương và lòng thương xót vô bờ. Như chính sứ điệp của Ngài đã từng nói: ta đến để cứu vớt những gì đã hư mất. Người khỏe mạnh không cần đến thầy thuốc, nhưng là những kẻ đau ốm. Ta đến cốt là để kêu gọi những người tội lỗi được ăn năn sám hối trở về. Đúng vậy, thưa các bạn, trong Tin Mừng Ngài cũng đã từng so sánh mình như vị mục tử nhân lành dám bỏ 99 con chiên để đi tìm một con chiên lạc. Và khi tìm được rồi, Ngài vác nó trên vai đưa về đàn chiên. Việc Thiên Chúa yêu thương người tội lỗi không có nghĩa là Ngài dung thứ tội lỗi. Tình yêu thương của Thiên Chúa không miễn trừ việc nhìn nhận lỗi lầm của người khác, cũng không cho phép con người lạm dụng lòng nhân hậu của người. Chúa Giêsu đã đến để giải thoát con người khỏi áp nô lệ tội lỗi. Chính Ngài thấu hiểu sự yếu đuối của con người, và Ngài sẵn sàng tha thứ, nhưng với điều kiện là con người phải biết thành thật nhìn nhận tội lỗi của mình để trở lại với Ngài. Như một Lê-vi trong bài Tin Mừng hôm nay, qua lần gặp gỡ và dùng bữa ngồi đồng bàn với Chúa Giêsu tại nhà ông, ông đã cảm nghiệm được tình yêu từ nơi Chúa Giêsu như thế nào, nên ông đã mau mắn quyết định từ bỏ tất cả để mong được đi theo Chúa trọn đời. Lê-vi, người thu thuế tội lỗi, đã sẵn sàng từ bỏ tất cả, đánh đổi tất cả, để mong sao đạt được mục đích cao cả duy nhất là được tham dự vào bàn tiệc vĩnh cửu với Ngài. Đây là một quyết định hết sức táo bạo mãnh liệt, bởi ông đã hiểu rằng ai bỏ nhà cửa, anh em, chị em, cha mẹ, con cái hay ruộng đất vì danh thầy thì sẽ được gấp trăm và được hưởng sự sống đời đời. Tin Mừng Thánh Matthew chương 19 câu 29. Hay như một thánh Augustino, sau khi hồi tâm, ông đã trải nghiệm được tình yêu thương lớn lao của Chúa là dường nào. Chính vì vậy mà Augustino đã bày tỏ tất cả nỗi lòng của mình
và ông đã giải bày tất cả tâm tư của mình trong cuốn tự thú của Ngài như sau. Ôi lạy Chúa, thật quá khốn nạn cho cuộc đời của con. Con chỉ còn biết cậy trông vào lòng thương xót với Ngài. Xin thương xót con, lạy Chúa. Giờ đây, trước mặt Chúa, con không còn muốn giấu giếm gì nữa. Những tội lỗi của con đã gây nên đối với Chúa. Ngài chính là vị lương y đích thực, còn con chỉ là kẻ bệnh tật. Xin Chúa nhân từ cứu con khỏi mọi khốn cùng. Thưa các bạn, chính vì Lê-vi ý thức được thân phận tội lỗi bất xứng của mình, nên ông rất mừng khi được Chúa gọi. Và ông đã sẵn sàng bỏ lại đằng sau tất cả quá khứ cuộc đời của mình, bỏ lại tất cả nghề nghiệp, tiền bạc, gia đình để theo Ngài. Cũng chính vì ý thức được thân phận tội lỗi của mình, nên Thánh Augustino đã trở lại với Chúa và sau này đã trở thành là một vị đại thánh của giáo hội. Thưa các bạn, thưa vậy, chỉ khi chúng ta càng ý thức thân phận bất xứng của mình, thì chúng ta lại càng nhận được ơn gọi của Thiên Chúa gọi mình là một hồng ân cao cả. Sau hết, như Thánh Augustino, chúng ta cũng hãy cầu xin Chúa tha thứ và giải thoát chúng ta khỏi mọi tội lỗi và sự dữ. Hoặc như Lê-vi xưa, xin Chúa cũng cho chúng ta biết lắng nghe tiếng Chúa và mau mắn trỗi dậy theo Ngài ngay lúc này đây. Bởi hôm nay, nếu các ngươi nghe tiếng Chúa, các ngươi đừng cứng lòng nữa. Chào tạm biệt tất cả các bạn và chúc các bạn có thêm được một ngày mới được tràn đầy an vui.